Em lại lên tiếp một con máy, gọi là con máy này gọi là máy quốc dân cho bác định được. Vì cái thương hiệu Dell này rất được nhiều người đón nhận. Về cái độ hoa mỹ của em nó thì nó không như những dòng khác, riêng Dell này họ chỉ thiên về độ bền, ăn chắc mặc bền thôi. Đấy. Nhưng mà với những con như này thì nó quá gọn. Con này màn hình nó hơn 13 inch rồi. 2.8 13 inch. Đấy. Con này là con Dell xem nào. Dell model của nó là Dell gì đây? Để em đọc cho bác nhé. Con Dell 7280. Đấy, 7280. Được. Tất cả cái phần tản nhiệt nằm ở đây. Đấy. Chế độ loa các bác nghe đây, khá là hay luôn. Đây. Đây. Và đặc biệt là em này có thể gập nhé, gập ngửa ra này được. Để phẳng như đấy, để phẳng như tờ giấy luôn. Được. Đấy, riêng thằng Dell này. Thằng này tại sao lại thế? Bởi vì Dell đa số là dòng Dell này nó thiết kế cho quân sự rất là nhiều. Con này là mức giá 4 triệu 6. Tất cả những cái phần nó ở đây này, cái bác sờ này, nó cảm giác như nó như kiểu là cao su ấy. Nó gần như cao su. Nó gần như cao su bác nhé. Đấy. Nó làm những cái này để nó chống sốc rất là tốt luôn, gần như cao su. Ừ. Sạc đây. Sạc của em nó, sạc của nó em nó rất là nhỏ gọn đây. Củ sạc chính của nó đây. Đây. Sạc cực kỳ nhỏ gọn luôn bác nhé. Sạc bé tí. Hai ngón tay mỏng dính nhá. Như nhìn như kiểu là cái bộ sạc dự phòng của mình ý. Đấy. Bàn phím còn zin hết. Bàn phím còn zin luôn cả tiếng Nhật luôn ạ. Đây tiếng Anh, tiếng bình thường của mình có rồi, nhưng còn zin cả tiếng Nhật luôn. Bàn phím zin. Zin luôn. Ok chưa? Đấy. Đấy. Con này thì cấu hình chip Core i5, RAM 8GB, ổ 128GB. Báo cáo bác là con này thì không thể chê được. Đây em Tuấn mở cho bác nhìn này. Có nhiều bác lại nghĩ là ôi Core i5 không phải, em thích Core i7. Nhiều bác không hiểu Core i5 với Core i7 nó khác nhau ở cái gì. Tại sao? Cái thứ nhất, con Core i5 ấy, đây bác nhìn nhé. Con này Core i5 nhưng nó chip của nó lên đến tận số của nó 7300U cơ. 7300U, bác nhìn thấy chưa ạ? Nhưng ví dụ bác nào mà mua một con Core i7 mà chip chỉ 3300 thôi hoặc 5100 thì không thể lại được con Core i5 7300. Nên các bác nào biết dùng thì bác nào biết về phần mềm và cấu hình thì bác sẽ biết. Có nghĩa là còn người nào không biết ý, tôi chỉ thấy là con này Core i5, tôi thích con Core i7 kia. Nhưng cái con Core i7 các bác phải nắm được là cái i5 này này, mấy i7 nó khác nhau ở cái số đuôi này này. 3 số và 4 số và đầu mấy nữa. Bác lấy con chip Core i7 mà 3 số thì cũng chả ra cái gì cả. Mà bác lấy con Core i5 này mà chip đầu 3, ví dụ như 3300 chẳng hạn, hay đầu 5 5100 cũng được, cũng không theo được con này. Em nói để các bác hiểu là cái đuôi của nó như này nhé. Đấy. Con RAM 8GB, chạy Win 164. Con này nó phải gọi là máy nồi đồng cối đá. Nồi đồng cối đá rất thích hợp và quân sự. Đa số là những con máy này thì ở trong quân sự rất là nhiều, làm rất là nhiều luôn. Đấy. Thì đây em Tuấn, sau đây em Tuấn gập xuống nhá, gập xuống cho bác nhìn này. Thấy chưa? Tất cả cái bề mặt này của nó họ không làm bóng, họ không làm bóng mà cảm giác như tay bác nắm vào nó không bị trơn trượt, nó cảm giác như kiểu nắm vào cao su. Cảm giác như vậy nó chống sốc rất là tốt, đặc biệt thằng đeo này. Đấy. Cấu hình thì đã ghi hết cho đây rồi. Test thông báo cho bác hết đây rồi. Đấy. Thấy chưa? Ok chưa? Cấu hình về dưới này thì con này thì mỏng lắm, quá mỏng, mỏng nó chỉ được phân hơn phân gì đấy. Còn về bên sườn bên này thì bác nhìn thấy rồi, nó có một cổng. Đây, em rút cái sạc ra để cho nó tiện việc giới thiệu, nó không tiện. Cái gì nhá, đây là một cái cổng thẻ SD này. Tiếp tục ở dưới này là một cái gì đây? Đây là một cái khay thẻ gì nữa đây, cậy ra này. Đấy, thẻ SD này. SSD, cổng cắm tai nghe này. Đấy. Cổng USB này, cổng cắm mạng LAN này.
mạng không dây đấy, à mạng có dây và mạng LAN để chia sẻ tài liệu rất nhiều máy với nhau. Con này rất là đẹp bác nhé, chưa thấm lau gì cả, không có chuyện xấu đâu ạ. Đây cái này nó bo cả một viền nhôm bo này bé này, cái gì này nhôm nó bo này, ok chưa? Còn bên này cũng có một cổng tai si bác nhé, như đây một cổng HDMI để trình chiếu lên máy chiếu, TV máy chiếu và cổng USB nữa, cổng sạc. Cái cổng tai si này thì bác biết rồi ạ, đây cổng tai si này này, là cái cổng phổ thông của iPhone này này, rút cái đầu iPhone này. Đây nhá, con iPhone đang sạc, các bác nhìn nhá, iPhone đang sạc. Nó là cổng truyền cáp dữ liệu, thì còn cái cổng cái đầu còn lại của nó là đầu tai si này. Đấy, tai si này, người ta sẽ cắm nó vào đây. Ok chưa? Đấy, nhận rồi đấy. Đây máy lên cái báo đấy. Đấy. Đây, máy đã báo đã sạc, thấy chưa? Ok chưa bác? Đấy là cái cổng tai si. Cái cổng tai si là cái cổng tất cả các điện thoại đời mới nhất bây giờ họ đều dùng cổng này hết rồi. Đời mới. Đấy. Em tôi chỉ nói vậy cho bác. Rất là mỏng. Con này gọi là máy quốc dân, nồi đồng cối đá bền bỉ. Riêng con này, dòng này với HP thì báo cáo bác là người Việt mình ưa chuộng lắm, nó bền lắm, nó bền bỉ lắm. Đặc biệt là những cái này các bác đi làm văn phòng hoặc các cháu đi học sinh học nó rất là gọn, nó như một quyển sách, quyển vở luôn đấy, như một quyển sổ đấy. Mức giá thì em Tuấn đã báo cho bác rồi, mức giá thì đã báo rồi ạ, 4.600.000. Nên là em vừa phân tích để cho bác rõ là tại sao lại có i5 con này. Con này có i5 thôi nhưng nó cao hơn con có i7 của nhiều máy rất là nhiều. Vậy tại sao? Chip của nó đầu 7300 đấy bác ạ, 7300, 7200 đấy. Đấy, nó cao ở cái đấy đấy. Nên bác có lấy con có i7 mà chip đầu 3 mới đầu 5 không giải quyết đâu. Em tôi chỉ nói vậy thôi. Bác nào nhu cầu thì liên hệ với em. Chào các bác.